Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 21 tháng 5. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang duy trì hai trạng thái thời tiết nắng mưa đan xen. Chiều và tối, một số nơi có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt về đêm và sáng sớm từ 25 đến 27 độ. Ngày mai, toàn tỉnh tiếp tục có nắng gián đoạn, nền nhiệt cao từ 31 đến 33 độ và nơi cao hơn 1 đến 2 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có lúc có mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 22 tháng 5 năm 2022, mực nước cao nhất 375 cm xuất hiện lúc 8 giờ, thấp nhất 60 cm xuất hiện lúc 11 giờ 30 phút.